Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm rồi thì mình mãi mê lo xây dựng trang trại riêng cho mình nè, xây dựng nhà tù, rồi xây dựng làng sói các thứ. Mà mình quên mất một cái nhiệm vụ mà tính ra mình đã đặt ra từ đầu nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa thực hiện được. Đó chính là làm một cái đèn hiệu và nó được sử dụng toàn bộ là bằng kim cương hết. Hiện tại thì mình chỉ mới có một cái đèn hiệu bằng kim cương cấp độ 1 thôi, khá là cùi bắp luôn. Nên là bây giờ mình sẽ thử thách bản thân để coi coi hôm nay mình có đủ may mắn để đào được một số lượng kim cương khổng lồ và làm cái đèn hiệu bằng kim cương hay không. Được đó nha, cái này cũng hơi căng á. Nhưng mà không sao, mình tin vào nhân phẩm của mình mà. Giờ thì đi tìm một cái chỗ nào đó kiểu như nó phong thủy một xíu, hên á. Rồi mình sẽ bắt đầu đào và đi tìm kim cương thôi. Tự nhiên ở đây nó có nguyên cái đảo nhỏ nhỏ nè, nhìn lạ vậy. Mà nó gần nhà mình đó nha, cái này bay có một tí xíu là tới à. Được đấy nha. Cái này nhiều khi mai mốt mình cải tạo lại mình xây dựng ở đây cũng ok lắm. Được đấy. Mà sẵn tiện đây thì chắc mình sẽ đào kim cương ngay khu vực này luôn đi, để cho nó gần nhà mình. Nhỡ mai mốt muốn quay lại đây đào nó cũng dễ hơn nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đào thẳng xuống dưới. Và mình sẽ đào kim cương ở cái tầng khoảng là -59 đi. Nó gần gần đá nền ấy. Để coi coi bữa nay mình đào ở khoảng sâu như vậy thì mình có gặp được nhiều kim cương hay không nha. Chưa kịp xuống tầng -59 nữa đã gặp nguyên một cái hồ nước chà bá lửa rồi. Chặn nước lại. Rồi ok. Giờ thì mình đã tới tầng -59. Và bây giờ thì mình sẽ đào về một hướng trước đi. Cái này là đường về, ok. Đào về một hướng để xem coi mất bao lâu để mình có thể tìm ra được cái quặng kim cương đầu tiên nha. Đi chưa tới 100 ô nữa là mình đã tìm được cái quặng kim cương đầu tiên rồi. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ dùng cái hàng nóng của mình là cái cúp mềm mại để mình đào coi coi được mấy quặng đây. 2 quặng rồi. 3 4 quặng. 5 quặng luôn. Khởi đầu quá là suôn sẻ. 5 quặng kim cương. Tính ra ở cái tầng -59 này thì đào kim cương cũng khá là may mắn ấy. Nữa nè. Đi mới vài bước là lại gặp kim cương nữa này. Lần này là 3, 4, 5. Vẫn là 5 quặng tiếp. Chưa đầy 200 ô nữa là mình đã có được 10 quặng kim cương rồi. Với cái đà này thì không lâu đâu. Mình sẽ nhanh chóng trở về và kiểu như là có được một cái đèn hiệu kim cương cho xem. Tiếp theo, lần này là mấy quặng đây? 1, 2, 3. Lần này thì được 3 quặng. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Công nhận ở cái tầng -59 này á, thì cái xác suất mà mình gặp kim cương có vẻ là nó tăng hơn hẳn này. Lúc trước mình kiểu mình đi tìm kim cương trong hang ấy, đúng là cũng có dễ gặp á, nhưng mà số lượng kim cương thì nó không có nhiều giống như vậy. Đào vậy tuy hơi cực một xíu thôi, nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ có được rất là nhiều quặng ấy. Mà tiếc là cái cây cúc của mình nó không thể đào mấy cái đá bản sâu này nó nhanh được. Nó chỉ đào ở mức này là tối đa rồi. Giờ mà mình xách cái đèn hiệu xuống thì một xíu lại phải quay ngược lại dở đi đem đi chỗ khác á, thì nó cũng khá là phiền ấy. Nên thôi tạm thời mình cứ đào bằng cách này đi. Thì nó hơi lâu nhưng mà chắc cũng ok thôi. Hai cái mạch kim cương kế bên luôn. Quá đã. Rồi lần này có một à. Ê, hai lần. À không, 3, 4, 5. Kế bên cái chỗ 6 quặng kim cương là chỗ 5 quặng kim cương luôn chứ. Công nhận ở cái tầng -59 này có thể nói là cách hiệu quả nhất để mình có thể tìm kim cương luôn đó nha. Phải lúc đầu mà mình mà kiểu đào theo cái cách này ở tầng -59 sớm thì chắc mình đã có được cái đèn hiệu bằng kim cương từ lâu rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà đào ở cái tầng này thì tuy là kim cương có vẻ là dễ gặp hơn ấy, cũng như là số lượng nhiều hơn, nhưng mà đánh đổi lại thì những cái loại khoáng sản khác như là lưu ly, redstone thì mình khá là ít khi gặp luôn. Được cái này thì mất cái kia thôi. Ui, hiếm lắm mới gặp được quặng vàng này. Mình mặc dù mình có máy farm vàng rồi đó, nhưng mà ok, có thì mình nhặt thôi. Lần này là 3,
Ngay chỗ quặng vàng còn có quặng kim cương nữa này. Đã thiệt sự. Ý. Ai ai ai. Ao ao ao. Ủa. Có nhung nham nữa hả? Oh gosh. Hồi nãy giờ mình đào mình không thấy nhung nham. Mình cứ tưởng ở dưới này là sẽ an toàn, không bao giờ gặp nhung nham chứ. Ủa nhưng mà vẫn gặp bình thường nha. Mẹn đấy coi. Nguy hiểm chưa? Ừ. Để mình kiểm tra thử coi có kim cương không. Ok không có. Lần trước á mình cũng nhớ một lần mình bơi bơi trong dung nham như vậy nè, mình gặp được cái quặng netherite. Cái thành thứ ra lần này mình cũng muốn thử vận may một cái coi. Ờ có vẻ là không có kim cương rồi. Khó nhìn quá à. Ok mình sẽ lắp dung nham này lại luôn. Tại vì này mình đang đào trên cái đường thẳng ấy, để một xíu mình về cho nó tiện, chứ bây giờ mình rẽ vòng vòng các thứ thì lại không ok. Ui dồi, lại có nhung nham nữa hả? Mỏm không mỏm rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Lần này là 3... 5. Ok, 62 rồi. Mình gần được một... Ui. Lại một lần nữa mình gặp hai cái mạch kim cương kế bên luôn. Lần này là 1, 2 rồi. 3, 4, 5, 6. Ok, lần này là 6 quặng kim cương. Wow. Mình đã được một stack và 4 quặng kim cương đầu tiên rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa tự tin lắm với số lượng kim cương này. Tại vì cái cây cúp gia tài ba nó cũng ba hồi lắm. Có lúc nó hên hên á, nó đào một lần ra 4 viên kim cương cho mình luôn. Mà nó xui một phát thì thôi rồi luôn á. Đào một là ra một. Nên là mình sẽ gán kiếm thêm một ít kim cương nữa mang về để đảm bảo là khi mình đào ra hết á thì nó sẽ có được một số lượng kim cương thật là nhiều. Đây rồi. Tiếp theo. Lần này là là 3 thôi. Lần này là mấy nữa đây? 2 3. Ui, lần này là 5 lần. Dậu to. Ấy. Ôi. Rồi luôn, đào được 5 thì mất hết 1 rồi. Đó chính là lý do mà mỗi khi mình đào kim cương. Ây da da da. Trời, nó chàng. Đó chính là lý do mà mỗi khi mình đào kim cương mình hay dò dò xung quanh là vậy á. Tại vì nó rất là dễ gặp nhung nham và nó đốt đi kim cương của mình. Vậy thì rất là ổn phí luôn. Thiệt tình á, cái hồn nhung nham chết tiệt. Mà lỡ rồi để mình dò vô trong đây coi coi nó có, nó có kim cương không. Nhiều khi kim cương nó cũng có thể xuất hiện ở dưới mấy cái hồ nhung nham này á. Có vẻ là không có rồi. Ồ, mình ngồi lên được luôn à. Ồ, ở dưới này nó có một cái. Ồ, ở trên này chứ. Trên này nó có một cái hang. Wow. Để mình xem coi. Ồ, hang cùng nữa chứ. Thiệt cái tình luôn. Xu thiệt chứ. Tự nhiên khi không mất hết một quặng kim cương nhót hết cả ruột. Lần này là bù đắp cho mình bao nhiêu đây? 1 2. Ok, lần này 3 thôi. Mà hên quá không có mất cái quặng nào nữa. Cái gì? 6, 7, 8, 9. Ôi, đây là cái quặng kim cương nhiều nhất từ đầu tới giờ mà mình đào được luôn. Một chỗ thôi mà nó cho mình tới tận là 9 quặng lận. Đã chưa? Nhưng mà theo như mình biết thì đó vẫn chưa là cái quặng bự nhất đâu. Nhiều khi có những người may mắn á, người ta gặp được cái quặng có cái kích thước bự nhất có thể lên tới 12 quặng kim cương thì phải. Ồ, nói chung là nhiều hơn 9 vẫn có ấy. Nhưng mà kiểu nó hiếm lắm. Phải chi mà mình gặp được cái quặng siêu hiếm đó thì hay biết mấy nhờ. Nghĩ tới thôi là đã thấy là quá là hấp dẫn rồi. Lần này come on man. Trời, có một quặng thôi. Lần này đừng có một nữa nha. Ok, không một rồi. Lần này là 4 lần. Có 5 không? 5. Không có 5 rồi. Có 4 thôi. Và nãy giờ thì mình đã đi gần được 1.000 ô rồi đấy. Thêm 30 ô nữa là mình đã tròn 1.000 ô đi về phía trước rồi. Tính ra với cái quãng đường mình đi thì
Cũng ok, 1.000 ô mà có được một stack rưỡi thì cũng có thể nói là khá là may mắn rồi đó. Thôi được rồi, bây giờ tạm thời thì mình sẽ đi lên trên mặt đất trước rồi đó. Mình sẽ lấy số đá còn lại để mình làm block, mình trèo lên. Để mình về nhà và chuẩn bị cho công đoạn, đó chính là đập hết tất cả các số quặng kim cương mà mình có được. Một stack lận, một stack rưỡi lận. Chắc là sẽ có rất là nhiều kim cương đây. Ôi, trên đường lên thì mình còn gặp không chỉ một mà là hai quặng kim cương luôn. Ôi, chưa làm dấu cái chỗ bên đây cái đó, để một hồi quên đường á. Ok. Thời tới cả không kịp. Được thêm, ba quặng lận. Chút xíu nữa là mất kim cương rồi. Hên vậy ta. Wow, ba quặng ở bên đây, mấy quặng đây? Hai quặng, chưa gì là mình thấy hai quặng rồi đó. Đặt block tranh thủ lên đó nào. Để coi. Ba đi. Ê, ở dưới có một nữa cơ. Đã vậy, cái hang kim cương à. Rồi, 1, 2, 3 thiệt. Có 4 không? À không, hết rồi. Ủa, thật rồi, đây là cái hang kim cương chắc luôn rồi. Một hang thôi mà mình tìm được gần 10 quặng kim cương. Wow, giàu to. Ui, ở đây mình đào nhầm cúp mất rồi. Rồi luôn, nó cho mình có một viên luôn. À không hẳn hết hang đâu. Ở đây nó còn kim cương nè. 1, 2, 3, 4, 5. Tính ra là mình tạm dừng cái cuộc đào kim cương rồi mà đi lên nó cũng không có cho mình ngừng nữa. Để mình đi hết cái hang này mới được. Nó cho mình nhiều kim cương như vậy, mình phải lục cho kỹ. Biết đâu trong đây nó lại còn giấu thêm vài cái quặng kim cương nữa thì sao? Ồ, một quặng nữa. Chịu khó đi tìm là trong cái hang này chắc mình sẽ tìm thêm chắc mười mấy quặng nữa đấy, nếu mà mình chăm chỉ. Rồi, đây là hai quặng. Đúng không? Rồi, chính xác rồi, có hai quặng thôi. Ok, có vẻ là mình hết may mắn để gặp thêm kim cương rồi. Đi nãy giờ mấy vòng mà không có gặp thêm cái quặng kim cương nào hết. Mặc dù cái hang ở đây nó đúng to luôn. Chả hiểu sao. Chắc là nhân phẩm mình đã cạn rồi đó. Bây giờ chắc mình đi về được rồi. Nhưng mà trước khi về mình vẫn dẫn lượn qua đây một vòng cái đã. Ui nè. Thấy chưa, về sớm là bỏ hai quặng rồi. Quá đã. Ba quặng lận. Ok. Tiếp tục. Mình còn phá qua nên mình cứ tranh thủ mình lượn thôi. Nữa nè. Thích chưa? Cứ lượn vài vòng là lại có kim cương mang về. Rồi ok. Có vẻ là hang nó đã gần hết rồi. Đã tới lúc rồi đó. Về thôi. Giờ là về thiệt nè. Không biết đi lên còn gặp cái hang kim cương nào khác hay không đây. Không biết. Ôi, cái gì? Ôi, mình đi lên ngay một ngôi làng luôn ạ. Ủa? Ủa, ngôi làng này quen vậy? Cũng có cái thác nước này. Ôi. Mà không phải. Hú hồn. Mình cứ tưởng đây là cái ngôi làng ở chỗ đầm lầy của mình chứ. Tại mình thấy cái thác nước cũng quen. Nhưng mà có vẻ không phải rồi. Ok, giờ trước mắt là mình ngủ giấc cái đó. Hồi sáng thức dậy mới mò đường về nhà. Rồi, tới nhà rồi. Bây giờ thì mình đã có được gần 2 stack khối kim cương. Mình sẽ bắt đầu kiểu như đập hết số kim cương này ở ngay vị trí này đi. Rồi, nào, đứng cạnh gấu nè, đập hy vọng là gấu sẽ búp may mắn cho mình. Và trước mắt là mình làm cái tháp kim cương trước cái đó. Để coi với gần 2 stack thì cái tháp này sẽ cao tới chừng nào. Với 2 stack khối kim cương thì chỉ cao tới chưa tới cái chân, hết cái chân của người sắt nữa. Khá là thấp luôn, nhưng mà quan trọng hơn là cái khâu đập nó ra nè. Mình đang có cái cúp gia tài cấp độ 3. Và mình mong là nó sẽ thật là may mắn trong cái lần đập này để mình có được số lượng kim cương nhiều nhất có thể. Rồi, giờ thì đào thôi. Hiện tại là mình sẽ để nó vô trong đi để coi được bao nhiêu. Hai stack thì bèo lắm, thì nó phải ra được tầm 4 stack nha. Nếu mà kiểu mình hên á.
Còn xui thì chắc được tầm 2 stack rưỡi à. Hy vọng thôi. Biết đâu bất ngờ. Rồi, và liệu rằng với gia tài 3 và 5, 1 stack cũng như là 50, 55 hay 56 quặng gì đó thì mình sẽ được bao nhiêu kim cương? Ồ, 1 stack thì bây giờ nó đã thành 3 stack và 45 viên rồi. Ê, nó gần gấp đôi rồi đó. Chà, có lý quá ta. Nói chung thì cũng được, cũng an ủi được một phần rồi. Và với nhiêu đây kim cương thì mình chỉ làm được bao nhiêu khối? Có 27 khối hả? Kèo này căng dữ người ta. Giờ mình sẽ tạm thời lấy lại cái đèn hiệu cũng như là mấy cái khối kim cương ở đây lại. Đập mấy khối kim cương pha ke này đi. Giờ mình mới thay bằng khối kim cương hàng thiệt nè. Ôi dài ơi, nhìn nó thích chưa? Đã thiệt chứ. Ôi nhưng mà có vẻ là... Ồ, mình còn chưa được một lớp nữa cơ. Ngồi cong xương sống lên đào mà được có nhiêu đây kim cương à. Rồi, chắc mình phải đi thêm một chuyến nữa rồi. Ít quá. Trong kho mình vẫn còn. Trong rương su cơm mình vẫn còn kim cương nè. Gom gom cũng gần 2 stack. Ồ, được, được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Gắn vô cái đèn hiệu liền, 12 khối là chắc bây giờ được phân nửa cái khu vực này rồi. Chà, cũng ra gì rồi đấy. À, mà nãy giờ kiểu đào kim cương nhiều cũng hơi sợ chết á. Thiệt, kiểu cắm mặt cắm mày xuống xuống dưới hang đào á. Nên thôi, bây giờ mình sẽ giải trí một xíu đi. Chủ yếu là mình sẽ dạy cho cái bác dân làng này cái nghề vẽ bản đồ. Hiện tại thì mình đang cần một cái bác dân làng chuyên vẽ bản đồ để giúp mình tìm ra cái bản đồ để đi khám phá. Ồ, cái bác này đổi giấy hả ta? Ok, để mình đi lấy mía. Đây, làm thiệt là nhiều giấy luôn. Rồi, đổi với bác dân làng này thôi. Được được mấy viên đây. Ừ, đổi được 10 viên rồi. Và bây giờ thì bác dân làng này chuẩn bị lên trình nè. Đó, lên trình độ sắt rồi. Và bán cho mình bản đồ. Bản đồ khám phá đại dương. Với giá là 11 ngọc lục bảo hả ta? Mắc vậy. Ồ, có đổi tấm kính cơ, cái đó rẻ. Được, được, mình sẽ làm tấm kính mình đổi với dân làng đi. Đây, cũng kiếm thêm được một mớ ngọc lục bảo, với cả là nâng cao trình độ cho cái dân làng luôn. Rồi, lần sau thì sẽ bán cho mình cái gì? Trình độ bằng... Đó. Ồ, là giờ lên vàng thì bán giá rẻ hơn rồi, giá 10 ngọc lục bảo nè. Và bán cho mình bản đồ. Ủa? Bản đồ khám phá rừng sâu. Wow, được quá ta. Là các biệt thự trong rừng á. Có bản đồ này mình có thể tìm được cái biệt thự trong rừng một cách rất là dễ dàng. Mua luôn, giá có 10 ngọc lục bảo mà. Được được. Và bây giờ cái dân làng này còn thu mua la bàn nữa. Bán luôn. Có la bàn để làm gì? Bán kiếm vốn. Với cả là để coi khi mà lên cái cấp độ tiếp theo. Hình như là cấp độ kim cương thì phải. À, ngọc lục bảo. Cấp độ ngọc lục bảo thì dân làng sẽ bán cho mình những cái banner. Rồi, bây giờ thì dân làng đã chuẩn bị lên cái cấp độ cao nhất, cấp độ bậc thầy. Và bán cho mình... Ố? Hoa văn cờ hiệu địa cầu. Cái này dùng để làm cờ hiệu nè. Ok, mình sẽ thử mua rồi về làm cờ hiệu thử coi. Coi cái hoa văn cờ hiệu địa cầu này làm cờ hiệu nó có đẹp hay không. Này, trước cửa cái nhà ngục của mình có vài cái bông màu đỏ. Sẽ thử dùng chổng mình làm cái quả địa cầu màu đỏ coi. Coi nó ra làm sao. Test thử. Rồi, cho cái hoa văn cờ hiệu vô. Cho màu đỏ vào. Nó sẽ có hình dạng như vậy. Cũng đẹp quá nè. Nhìn nó kiểu lạ lạ á. Hay nha. Được luôn, mình làm một cái mình gắn ở đây để trang trí cũng được. Gắn vào vị trí này. Quá là đẹp. Vì hồi nãy mình có mua được một cái bản đồ dẫn tới cái rừng sâu. Ủa, cái biệt thự trong rừng nè. Thế nên là bây giờ chắc là mình sẽ lên đường để đi tìm cái biệt thự đó trong ngày hôm nay để xả xì chết mới được. Sau khi xả xì chết thì mình sẽ quay trở lại với công việc. Đó chính là đi đào kim cương để hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra trong ngày hôm nay thôi.
Ủa sắp tới hay gì rồi nè, cái chấm trên bản đồ nó to đùng luôn rồi. Chính xác rồi, tới cánh rừng gỗ sồi sẫm rồi. Nó kia kìa. Wow, như vậy thì cái biệt thự này nó cũng không quá là xa so với cái nơi ở của mình. Được quá ta. Rồi, ở đây thì mình có thể nhìn thấy cái tên pháp sư ân trọng kìa. Mấy tên này láo tét đấy nhờ, nhìn đểu, dám nhìn đểu mình. Xác định với mình, đợi mình xíu. Bữa nay mình sẽ làm sát thủ. Mình sẽ đứng từ ngoài, mình bắn tỉa vô trong mấy cái con mà dám nhìn đểu mình. Ok, con kia kìa nhìn đểu đúng không? Nhìn đểu nè. Sao mà đỡ được. Ui, có tên phát hiện hả? Này thì phát hiện. Bữa nay là mình nha. hóa thân thành sát thủ luôn. Còn tên pháp sư ấn chậm nữa kìa. Mình diệt trừ trước đây một xíu vô mình sẽ dễ chơi hơn. Bắn trước nè. Ai cho làm phép? Hắn chưa kịp làm phép thì mình đã... Ủa? Hắn làm phép xong rồi. Ồ, như vậy là còn một tên pháp sư khác ở... ở trong cái phòng... thư viện đó. Hảo sao, tự nhiên mình thấy mình bắn hắn rồi mà hắn vẫn... triệu hồi ra con phép được. Căng nha. Ủa, ở đâu mà nó... Ây da, ây da. Trời, nó đánh đâu chưa con? Ui. Rồi, chưa gì là mình đã kiểu như hạ được hai tên là thấy dễ chơi hơn rồi. Giờ thì mình sẽ tìm cái cổng để mình đi vào từ cổng chính đi. Đi vào, ở đây còn tên nữa, để mình tranh thủ mình ám sát nó. Bắn hắn. Ui da. Ây. Ui. Oh no. Ui, mấy con vét nó mạnh quá. Tí nữa thì toang rồi. Mình phải mặc full giáp Netherite vào thôi. Không thôi là nó sẽ lụm cục kẹo mình đó. Đây, cổng đây. Mấy con vét nó vẫn dí theo mình. Chết tiệt. Mấy con vét khốn kiếp. Mình sẽ khám phá thật kỹ, tại vì trong đây á nó hay giấu đồ các thứ đó. Nên là chịu khó vô đây lục một tẹo. Nè, mới vô là có cái rương. Nhưng mà đây là cái rương trống. Buồn vậy. Ủa, bên đây còn có pho tượng của mấy cái tên pháp sư nữa nè. Đầu tư chưa, nhưng mà trong đây thì không có dấu đồ. Mục tiêu của mình vô đây, đây rồi. Một phần là để giải cứu Alay nè, tại vì trong đây có rất là nhiều Alay bị bỏ tù luôn. Mình sẽ giải cứu cho tất cả Alay. Alay được tự do rồi đó, đi ra ngoài. Thì ra mày chọn cái chết. Ôi. Đâu ra con xương vậy? Giật mình thiệt chứ. Đâu lù ra con xương à. Rồi đây nữa nè. Mình chỉ giải cứu Alay thôi, xương là mình xử nó luôn. Đó, Alay được tự do rồi đó. Tiếp tục nè, để coi trong đây còn cái nhà ngục nào không, để mình giải cứu nó luôn. Ở đây còn có zombie đâu nữa. À, vô đỏ rìu. Vô. Tưởng mình không có rìu hả? Rìu mình không bị xịn đó nha. Chơi mà chơi núp lùm hả? Tên khốn kiếp. Như vậy thì tầng 1 thì sơ qua mình đã giải cứu được Alay rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên tiếp tầng 2 để khám phá coi. Có vẻ tầng 2 hơi khó nhằn hơn rồi. Tại vì tầng 2 có mấy tên pháp sư làm phép nữa. Rất là khó chịu luôn. Phía góc này nó còn có cái cầu thang để đi lên tầng 3 nữa. Nhưng mà một xíu thì mình mới lên. Giờ lo khám phá tầng 2 trước. Kìa, thấy rồi, tên pháp sư kia rồi. Một xíu mình sẽ dùng cung để xử bắn hắn. Còn bây giờ thì xử trước mấy cái tên cầm rìu đi. Hồi nãy không biết là mình ám sát mấy thanh niên kia ở căn phòng nào nữa. Phòng nào ta? Phòng này chăng? Phòng này. Hắn vô đây hay sao nè? Này thì pháp sư làm phép hả? Xử gọn liền. Còn tên pháp sư làm phép nào trong đây không? Ok, hết rồi. Quét sạch liền. Để mình vô mình nhặt cái vật tổ trường sinh cái đã. Chơi. Ngươi có biết viên ngọc lục bảo đó là của tao không? Mình dám chắc là hắn lụm cái viên ngọc lục bảo đâu đó ngay căn phòng mà lần nãy mình bắn vô á. Hồi nãy mình bắn mấy tên này nè, gớt ngọc lục bảo qua cái thanh niên zombie lụm liền à. Hay thiệt chứ.
Rồi, giờ còn một tên pháp sư nữa. Xong phiền. Quét sạch tầng 2 rồi. Ê, ở đây là... Ồ, một cái võ đài. Ở đây võ đài giữa hai con nhện đang quánh nhau và zombie đang làm trọng tài cơ. Ghê thiệt chứ. Tự nhiên cái bây giờ nó hắn... Mà nhện là nhện được búp hiệu ứng hồi phục mới ghê nha. Căng thiệt. Ủa sao nhiều Reaper ấy. Chu cha mà ơi. Ở phía trên toàn là Reaper mà. Tại vì trên này nó có cái rương ấy nên mình mới leo lên và gán loot này. Dạ bắn ngọc. Rồi xong phết. Giờ thì có thể loot rương rồi đó. Và cái rương này cho mình một cây cuốc kim cương và một cái đĩa nhạc con mèo. Cũng tốt. Còn con zombie đó thì mình không thả nó ra đâu. Cho nó mắc kẹt trong cái võ đài đó luôn. Ừ, như vậy thì tầng 2 thì mình cũng chỉ tìm được thêm đúng có một cái rương từ cái chỗ căn phòng võ đài thôi. Thế nên là bây giờ mình sẽ tiến tiếp lên cái tầng 3 để coi trên tầng 3 mình có gặp được nhiều cái rương mới hơn hay không. Lại thêm một cái võ đài. Ồ, cái rương bên đây lận. Thẻ tên. Chà, được đấy. Ui, có tên pháp sư. Sợ hắn lẽ. Rồi luôn, hắn kịp triệu hồi ra mấy con vét khốn kiếp rồi. Ồ, vẫn còn một tên quản gia trong này. Ê, bước ra đây, ao. Vẫn chặt kịp. Còn tên nào nữa? Ồ, có vẻ là mình xử xong rồi. Ok. Mình cũng tìm dữ lắm luôn mà không có thấy rương này. Không biết là giấu chỗ nào nữa, không biết là mình có nên... Tại vì bọn chúng giấu đồ nha, chứ không phải tại mình đâu nha. Để mình lấy đồ nghề cái. Ai biểu có đồ cái giấu là thấy không khoái rồi. Ai cái tội giấu đồ nè. Đợi mình xíu. Mình sẽ đợi cho lửa ở đây nó bén ra rồi mình sẽ phát hiện ra mấy cái rương bị giấu thôi. A few moments later. Coi lửa nó bén nhanh chưa kìa. Chưa gì là nó đã cháy tới phần nóc rồi. Và trong đây nó ưa giấu đồ trên nóc nhà lắm. Để coi sau khi cháy cái phần nóc thì nó có lộ ra mấy cái rương bị giấu hay không. Ê. Oh what. Ôi mình mới phát hiện ra ở đây cái cánh cổng mà lần trước mình dẫn hút Linh về. Nó gần ngay cái chỗ biệt thự trong rừng luôn á. Hơi bị bất ngờ nha. Ê vậy một xíu mình có thể về bằng cái cánh cổng bên đó cũng được á, cho nó nhanh. Hợp lý luôn. Rồi giờ thì đợi cho nó cháy thêm một đoạn nữa. Ui mà Alex có bị đốt cháy không vậy? Ui no. Ui không. Đồ, mình kiếm một cái món đồ nào đó đưa cho Alex. Ôi quên nữa ta, Alex chưa có chạy ra ngoài được. Ui tôi xong hồi nãy mình giải cứu đâu tầm 8 Alay á. Mà bây giờ mình thấy còn có 1 Alay à. Không biết mấy Alay còn lại có ổn không nữa. Ê. Ẩu ơi. Mình chỉ tác động trên cái biệt thự thôi. Nó mà cháy lan qua cái rừng là mệt thế. Lại mang tiếng đấy. Rồi ok mình đã ngăn chặn ngọn lửa rồi. May quá. Oh man. Và sau khi mình dùng biện pháp đó là cho cái biệt thự này phát sáng trong màn đêm thì vẫn chưa phát hiện ra những cái rương bị giấu nha. Cái rương đằng kia là cái rương của cái võ đài rồi. À vẫn có những Alay chạy ra ngoài kịp nè. Ok như vậy thì mình thành công rồi. Ít ra cũng cứu được vài Alay. Kìa trong kia vẫn còn Alay còn sống cơ. Ok vậy không sao. Vô tư. Nhưng mà quan trọng hơn là mình chưa có tìm ra được cái rương nào giấu hết. Giấu gì mà giấu kỹ dữ người ta. Cháy sạch sành xanh luôn nè mà không thấy rương của nó giấu ở đâu hết. Ôi chịu rồi. Vậy là cái chuyến khám phá biệt thự trong rừng này cũng... Thanh niên này đâu ra trong biển lửa chui ra vậy. Ừ, như vậy thì chuyến khám phá biệt thự trong rừng này chủ yếu là mình giải cứu được Alay các thứ thôi. Còn giải mã được những cái rương bị giấu trong cái biệt thự thì mình chưa có làm được rồi. Cháy như vậy mà mình không phát hiện ra mấy cái rương nó giấu luôn. Nó giấu tài thiệt chứ. Thôi bây giờ thì chắc mình về nhà thôi. Để mình trở lại với công việc chính cũng là mục tiêu trong ngày hôm nay. Đó chính là làm cái đèn hiệu kim cương của mình nào.
Một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại đây và tiếp tục dò lại một lần nữa coi coi có rương nào mà mình chưa phát hiện hay không. Nhưng mà khác so với lần trước một xíu thì lần này á, mình sẽ dùng chính cây cúp gia tài của mình đào tại chỗ luôn đi, để cho nó tiết kiệm thời gian hơn á, về nhà mình đỡ phải đập ra hơn. Ui nãy quên đặt xô nước. Mà quên ở dưới là nước mà ta. Quên ở dưới là nước nên không có sợ. Rồi, giờ thì có thể đi xuống dưới và tiếp tục đào ở cái tầng 59 may mắn thôi. Mà nãy mình đi hướng này rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ không đi hướng đó nữa, mình sẽ đi hướng ngược lại. Hiện tại thì mình được 2 stack hơn một xíu, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Nhưng mà cái đường đi hiện tại thì nó đã bị chặn bởi nhung nham rồi. Chắc bây giờ mình sẽ quẹo sang hướng khác đi. Cái hướng đào lần này có vẻ hơi khó rồi. Nó có nhung nham chặn đường các thứ. Hiện tại thì mình chỉ mới kiếm thêm tầm 1 stack thôi à. Rồi không lấy được luôn rồi. Vậy là phải đổi hướng thêm một chập nữa rồi. Mình sẽ không thể đi về hướng này tiếp tục à. Mình sẽ vòng sang bên trái tiếp. Ồ bên trái cũng bị chặn rồi. Vậy xong vòng sang bên phải thì sao? Ồ bên đây cũng bị chặn luôn. Oh gosh. Hết đường rồi. Vậy mình sẽ đào theo kiểu ngẫu nhiên thôi. Ok. Lại bị chặn bởi dung nham nữa rồi. Bữa nay xui thiệt luôn á. Và lần này thì khá hơn, mình tìm thêm được gần hơn 2 stack một xíu. Bây giờ với số kim cương hiện tại thì mình coi coi mình sẽ làm được bao nhiêu khối kim cương. Mình sẽ lấy cái bàn chế tạo ra mình chế tạo thử. Nó được 42 khối. Oh, 42 khối thì vẫn chưa đủ. Chắc mình sẽ kiếm thêm tầm nửa stack nữa đi, tầm 32 khối nữa thì mình sẽ trở về nhà. Nó hơi cực một xíu nhưng mà chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Ở lần đào cuối cùng thì mình đã có thêm được tới tận là 3 stack máy luôn. Nói chung thì cây cúp của mình đã làm việc hết công sức luôn rồi đó. Và lần này thì mình sẽ tạo ra được thêm 27 khối. Trời ơi, mình tính làm 30 mấy khối mà cốt cuộc cũng không đủ. Mà thôi kệ, có nhiêu thì dùng nhiêu đi. Và bây giờ để mình coi thử coi với 1 stack và 4 khối như vậy thì mình đã đủ để lắp đầy cái đèn hiệu, chỗ đèn hiệu này chưa? Đủ không đây ta? Please. Ui sao mình nghi thiếu vậy? Chỉ mới đủ lót một mặt dưới thôi nè. Rồi vẫn thiếu rồi. Giờ có môn mạ kim cương á. Thì may ra. Đâu mình thử coi. Nè mạ kim cương. Ôi đủ. Mạ kim cương đủ nha. Hãy giữ bí mật nha, giữ bí mật giùm mình nha. Cái này là chỉ mình với các bạn biết thôi. Chắc không ai biết đâu. Bí mật. Mình sẽ nhét ở bên trong là mấy khối sắt nữa. Tại kim cương mình
Mình cũng gắng cày đâu mà cày không có đủ kim cương. Bruh. Đấy, easy game liền, mình còn dư ra cả đống khối kim cương luôn này. Đó, mấy tầng trên thì mình chơi full khối kim cương luôn. Rồi, tính ra dư cũng nhiều quá nè. Nhưng mà để đó đi, để thơm nữa mình mà có thêm kim cương thì mình sẽ cho kim cương hàng riêu vô bên trong sao. Thôi tạm thời thì mình cứ dùng đèn hiệu kim cương pha ke đi. Á, hàng riêu rồi chứ, giờ là hàng riêu rồi, chẳng qua là cái nhân bên trong nó không được riêu cho lắm thôi. Rồi và cái đèn hiệu bên này thì chắc mình sẽ chọn hiệu ứng đào nhanh cấp độ 2 luôn á. Đúng không? Chính xác rồi, bây giờ là đào hơi bị nhanh luôn. Quá đã, quýnh cũng nhanh nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.